hay nào của mình mà trở lại với chương trình Nhanh Như Chớp Nhí. Và ngày hôm nay là ngày lần đầu tiên mà mình được tới với chương trình Nhanh Như Chớp Nhí. Vâng, chào tất cả mọi người, mình là Virus đây. Hôm nay rất là vui và cảm thấy mãn nhãn khi được tham gia Nhanh Như Chớp Nhí. Mình rất là muốn để cùng chơi với các bé cùng là một đội, đội của mình có tên là Chắc Hơn. Nói thật các bạn, cái đội của mình trời ơi, toàn thằng đầu hết, trả lời câu thậm chí bản thân mình cũng không nghĩ tới. Bình thường thì mình chơi cái chương trình Nhanh Như Chớp kia thì là có những người đồng trang lứa đồng có áp lực bằng. Hôm nay coi như là mình là đội trưởng rồi, bởi vì mình áp lực lắm. Nhà chưa có em bé cho nên là chưa biết là phải giúp đỡ cho bé như thế nào. Hôm nay coi như là một cái cơ hội để cho mình có những trải nghiệm là bố mình có em bé không? Mình biết cách chăm con. Thì đến với anh em chấp ý, mình tự tin rằng mình chỉ là một phần nhỏ bé vớ vẩn ở team thôi. Ra sức vượt cùng hai bé nhỏ lắm. Và mình sẽ phải chiến thắng rồi. Chiến thuật đó chính là hồi cuối sẽ không biết làm nào nữa. Lên các bé các bạn, nhớ nhìn xuống dưới nhá. Chấm chắc. Trời ơi, vất vả thật sự của mình. Và các bạn nhớ theo dõi cái phần thi đấu của mình và đội của mình nhé. Đây là hai bé và thi chung với mình nè. Và mọi người nhớ đón xem tập của mình nhé, bởi vì rất nhiều điều thú vị như là bí ẩn, như là tây tò mò, các bạn sẽ bị sốc đấy. Trong tập mình và nhớ đón xem tập của Virus nhé. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.